hai phòng ngủ góc này ha. Thì đây em nghĩ còn một căn tầng cao view sông góc này mà hai phòng ngủ hai toilet, nhưng mà là diện tích nó lên tới 67 mét vuông. Căn này rất là rộng rãi. 20 này à. Không gian phòng khách nó có thêm một cái bàn làm việc riêng nữa. Rất là đẹp luôn, mà anh chị thấy cái ban công rất là rộng luôn. Sân phơi riêng. Mình nhớ là đã bàn giao ba máy lạnh. Căn này cũng tầng cao luôn, mình bàn giao tháng 10 luôn. Hiện tại đang vệ sinh nhà thôi, rất là đẹp luôn. Chục B9 rất là đẹp, có nhiều căn rất đẹp. Thực ra view sông thì cứ có vài căn vài hướng thôi. Cứ trục bên này view sông là hết luôn. Bên này góc này cạnh view sông thì bên này bán giá cao và dần đã cháy hàng rồi. Hôm sáng nay bên Nghĩa cũng đã bán cái căn tầng 9, căn số 6, B11 cũng đã có chủ rồi. Cái trục này thì mình đi vào quần đầu khu và đi qua Vincom rất là gần luôn. Đây anh thấy có nhiều anh chị đi bộ rồi ha.